Rồi, em có một cái ba lô tin tầm trời 260 nha. Này mình muốn lên cần thẳng thì rất đơn giản, tháo bốn ốc là lắp cái tâm cần thẳng vào. Công tắc ở trên tay lái đó. Cần zin nha, 2601. Này có đầu bò nha. Đầu bò. Có đầu bò nhưng mà không có chén nha. Này, chế hai kim nha, chế hai kim, chế quanh rồ hai kim nha. Chế hai kim xịn sò nha mọi người. Lọ này lúc nào nó không chế hai kim hết. STR 34 ly 26cc nha, trợ lực, ổ giật trợ lực lớn nha. Cái loại này ấy, mọi người kéo ra xong rồi thả vô nó tự nổ nha. Nó xịn sò em mang đây. Ôi, con này để cho chưa có chọn nha mọi người, về là đủ đồ chính nha. Đó. Này để cho cái chế này không còn 200.000 rồi. Một triệu rưỡi 50 nha, này để cho 1.5 triệu nào làm thì chốt nha. Ghê giật. Wow. Trợ lực ha, giật rất là nhẹ. 1.550.000 nha.